Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một món đó là liên quan tới hàu nha mọi người. Nhắc tới hàu thì chắc mọi người cũng nghĩ là hàu nướng mỡ hành nè, hàu ăn tái chanh hay là nấu cháo, nấu canh bầu gì cũng ngon hết nha mọi người. Nhưng mà đặc biệt là cái món mình sắp review cũng liên quan tới hàu mà nhưng mà đặc biệt là không có chỗ nào cũng có, không phải là chỗ nào cũng có đâu nha. Món này là chắc mọi người đoán ra món gì không? Đây là mắm hàu nha mọi người. Đặc biệt là món này là một năm chỉ có 2 tháng thôi nha, 2 tháng tới mùa vụ của nó người ta mới làm nha mọi người. Một chai như vậy thì giá thị trường bán ra thì cỡ 60.000 thôi nha mọi người, rất là rẻ, ngon, bổ dưỡng. Mọi người nhớ đón xem clip của mình nha. One hour later. Trước hết thì mình sẽ bày cách cho mọi người làm sao cho món mắm hàu này càng thêm vị đậm đà của nó nha mọi người. Trước hết thì mọi người chuẩn bị cho mình ít muối tỏi. Thì mắm hàu này thì nó cũng cay rồi nha mọi người. Rồi và mọi người bỏ thêm một trái ớt nữa là vừa ăn mà. Mắm hàu này đặc biệt nha mọi người. Cái này là người ta làm ở trong này là vừa ăn rồi nha mọi người. Trong này thì có tỏi nè, ớt nè, đậu phộng nè, cũng đầy đủ hương vị rồi mà mình thích ăn đậm đà hơn thì mình làm hướng dẫn cho các bác là làm theo cách của mình nha. Trước hết thì mình đâm tỏi ớt. Cái này thì ai muốn đậm đà thì cứ làm thêm thế này, còn mà không muốn đậm đà nè, muốn để nguyên vậy ăn thì mình chỉ cần thêm một ít bột ngọt thôi nha mọi người. Đây, bỏ vô. Bỏ vào một ít bột ngọt nha mọi người. Rồi tới cái phần quan trọng nhất nè. Phần quan trọng nhất là khui mắm hàu nha mọi người. Mọi người chú ý cho mình là mắm này nó có một lượng ga rất là lớn nha. Lúc vặn nắp thì mọi người vặn từ 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 thôi. Nó giống như chai coca vậy nha mọi người. Mình mà không cẩn thận là nó phun trào giống như núi lửa vậy á. Mọi người chú ý nha. Bạn nhẹ nhẹ nè. Thấy không? Chừng chừng nhẹ nhẹ nè. Đó. Mọi người nghe tiếng xì không? Đó. Nó xì giống như ga vậy á. Đó. Mọi người để xì cho nó hết cái ga của nó rồi mọi người bung nắp ra nha. Đó. Từng bước khui mắm hàu cũng là một nghệ thuật nha. Không biết khui là nó phun ghê lắm nha, nó phun giống như núi lửa vậy á. Đó, xì càng ngày càng mạnh nè, thấy không? Thấy xì mà cái hàu nó lên không mấy mọi người? Thế nè, cái lượng ga ở dưới nó đẩy lên nè, thấy không? Đó, nó đẩy cái hàu lên nè. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đó, hàu tiếp tục lên nè. Đó, giờ có mùi thơm rồi nè. Đó, mọi người cứ từ từ thôi nha, đừng có nôn nha. Nhiều người không biết á, mua về tự nhiên đùng đùng vặn ra cái mất chai nửa chai mắm hàu. Đó. Mọi người thấy không? Đó. Nới nè, từ từ. Khi nào mà hàu mà nó lên tới ngang này nè, mà nó hết xì á là mới mở nắp nha. Đó, nó chuẩn bị lên tới rồi nè. Đó. Đó, vậy là mở nắp được rồi nha. Rồi mọi người thấy không? Giờ mình thả nắp ra nè, nó không có lên ga nữa nha mọi người. Giờ nó về trạng thái bình thường rồi. Giờ mình mở nắp ra nha. Đây. Thấy không? An toàn. Giờ mình đổ mắm vô nè. Đó. Mọi người thấy không? Cái mùi nó thơm ghê lắm nha mọi người. Mùi quá là thơm. Đó, đổ ra rất là dễ nha mọi người.
Đây 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 mọi người nè, quay sát cho mọi người thấy nè. Mọi người thấy hàu không? Hàu đây nha mọi người. Hàu này là hàu nhỏ thôi nha mọi người. Hàu to thì làm nó lâu chín lắm. Hàu này thì người ta làm thì cỡ một tuần là ăn được nha mọi người. Cỡ một tuần làm xong, từ ngày làm tới ngày ăn là một tuần nè. Mọi người thấy hàu nè. Giờ thấy con hàu không? Đó. Đặc biệt thì món hàu này mình ăn kèm với thịt. Thịt mà nửa nạc nửa mỡ nha mọi người. Thịt ba chỉ, ba rọ gì cũng được. Với một ít salad dưa leo nữa nha mọi người. Đó, giờ mình đánh đều cho nó tan cái bột ngọt nè, với hòa ớt với tỏi lên cho nó thơm. Đây mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Thơm quá. Món này là hình như là mình thấy là hình như chỗ chỉ có ở chỗ mình làm thôi nha mọi người. Mình thì ở xã Vinh Hiền, Phú Lộc nha, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì ở gần Phá Tam Giang á, hàu này là hàu ở Phá Tam Giang nha, hàu tự nhiên chứ không phải hàu nuôi đâu nha mọi người. Cái này thì dân người ta đi lấy về, người ta làm. Thôi mọi người cùng giờ mình làm hướng dẫn xong rồi, giờ mọi người tới cái việc là thưởng thức nó nha mọi người. Mời mọi người nha. 2000 years later. Nãy giờ mình làm mắm thì cũng xong rồi nha mọi người. Giờ tới lượt là mình thưởng thức nha. Thì lúc thưởng thức thì mình cũng giới thiệu cho các bạn thì ăn kèm với cơm nha mọi người. À, nhìn nãy giờ nuốt nước miếng không à. À, các bạn thấy không? Thịt thì các bạn mua thịt nửa mặn, nửa nạc, nửa mỡ nha. À, một ít salad nè. Một ít salad nè. Dưa leo nè. Mình kèm ăn với cơm nha mọi người. Nhìn hấp dẫn quá. Một năm thì được ăn 2 tháng thôi nha. Chứ ăn không có được nhiều đâu. Mọi người nào muốn ăn món hàu này thì cứ comment nha. Gửi địa chỉ qua cho mình. Mà đặc biệt là từ tháng chạp tới tháng 2 âm lịch nha mọi người. Qua tháng 3 là không có đâu. Nè, mình ăn cho mọi người coi nè. Mời mọi người nha. Đó, mọi người thấy không? Ôi, là ngon quá, là ngon. Mắm này người ta là làm vừa chín tới luôn. Ăn rất là thơm, ngon. Đặc biệt là cũng cay nha mọi người. Cay sẵn rồi. Mình thì ăn cay. Đặc biệt người Huế mà. Món gì cũng cay nha mọi người. Không riêng món mắm hàu đâu. Ở Huế thì các bạn biết rồi, mắm rất là nhiều loại mắm nha mọi người. Không chỉ riêng mắm hàu đâu nha. Mắm hàu nè, tới mùa mắm mắm rò nè, mắm cá cơm nè, mắm ruốc nè. Mà đặc biệt mắm hàu. Mình theo mình nghĩ là món mắm hàu là mắm ngon nhất nha mọi người. Mọi người phải thưởng thức mới biết. Nếu mà bạn nào muốn ăn thì cứ comment gửi địa chỉ qua cho mình ship tại nhà cho, mà không có lấy tiền lời đâu nha. Một chai 60 ngàn thì mấy bạn trả thêm 20 ngàn tiền ship là có một chai mắm hàu ăn ngon liền. Rất là ngon. Không có nói nhiều nữa, nãy giờ nói nhiều rồi. Nhìn mắm hàu mà chảy nước miếng à. Ôi, mời mấy bạn nha. Nãy giờ mà làm mà đói bụng mà nuốt nước miếng hoài quá. Ừ.
Rất là ngon nha mọi người. Hết dưa cơ em ấy. Chuẩn bị hết mắm hàu này nè, là qua mùa mắm cá rò. Nè, có thêm một cách ăn nữa, điều mình mua salad á, ăn cái này kèm với salad với dưa leo á cũng ngon nha mọi người. Ăn không nó cũng ngon chứ không phải là không ngon đâu nha. Điều salad thì vợ mình không biết, vợ mình chắc nhỏ rồi, thông cảm nha mọi người. Mọi người muốn ăn rau mắm hàu mà kẹp salad này thì mọi người để nguyên một miếng salad to luôn nha. Cái này cuốn bánh tráng ai cũng ngon này, ăn với bún nè, mắm hàu này ăn với bún, mua bún về ăn cũng ngon nha. Giờ mình không có bún thì mình lấy cơm ăn tạm cho mọi người coi vậy thôi. Bún bánh tráng không? Đặc biệt bún bánh tráng không được nha. Rau rất là tươi nha. Rau này thì vườn rau của nhà mình trồng nha. Hấp dẫn không mấy bạn, hay hấp dẫn không? Củ bánh tráng. Điều củ bánh tráng thì mình cắt dưa leo tròn này không được nha. Mình xin phép với bạn là bẻ đôi nó ra nha. Đó. Chơi bằng tay luôn nha. Ôi giời ơi giời. Quá ngon nha mọi người. Mình cuốn nha mọi người. Hấp dẫn nha. Cuốn xong là nếu mà thấy chưa vừa thì chấm nha. Cái này cuốn này thì mình mua thêm một ít rau thơm nữa. Cái này là bùng phát nha, nhà có bánh tráng sẵn á. Ăn cái nào cũng có phát sinh hết á. Ngon. Chắc bữa nào mua thêm một ít giá nữa các bạn ơi. Xà lách với dưa leo chơi đủ, có giá nữa. Rồi mình làm thêm một cuốn nữa nha quý vị. Làm một cuốn nữa nha. Rất là ngon nha mọi người. Thịt mình cắt, cái này là cắt ăn kèm với cơm nha. Cái này dày quá. Mình bỏ lại đây. Lấy mấy miếng mỏng này. Đó. Đó. Hàu nè. Nguyên một con hàu nè. Bỏ vô nè. Rồi người thấy không? Rất là hấp dẫn nha mọi người. Trời ơi, ngày nào cũng ăn được giống vậy chắc. Một năm chỉ có 2 tháng thôi nha mọi người. Ăn này bữa nào không có thèm chịu. Mọi người thấy đã không? Ai muốn ăn thì cứ comment nha. Mời mọi người nha. Ăn như vậy mới đậm đà nè.
hầu nó không có mặn nha, mà nó không có chua mấy, nó vừa, rất là vừa. Các bạn làm hầu này lưu ý nha, thiếu cái gì thì thiếu, mà không có thể thiếu tỏi nha mọi người. Mình giả tỏi bỏ vô rất là thơm. Thì mình xin phép là clip của mình nãy giờ nó cũng dài rồi, thì mình cũng giới thiệu mọi người luôn là clip sau là mình cũng giới thiệu cho mọi người là liên quan tới mắm nha. Mà mắm nêm thì chắc mọi người cũng nghe rồi, mà đặc biệt là mắm nêm ở quê hương mình nha mọi người. Mắm nêm ở quê hương mình, mắm nêm ở Huế nha, ở Vinh Hiền nha. Mình sẽ giới thiệu các bạn tới là một món mắm nêm, bún mắm nêm. Bún mắm nêm này thì chắc nhiều người cũng có ăn qua nè, mà không có bằng mắm nêm ở chỗ mình đâu nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mắm nêm như thế nào nè, và làm mắm nêm ăn sao cho nó ngon nha mọi người. Mọi người nhớ đón xem clip của mình nha mọi người. Giờ thì mình xin tạm dừng ở đây nha mọi người. Nhớ ấn like và chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha mọi người. Rồi bye bye mọi người nha.